Dạ rồi, xin thân ái kính chào của cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước à. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của chị Tiền ha có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai hàng ghép gốc nhớt liền cốt 4-5 năm để cô chú anh chị mình chờ Tết năm 2023 cô chú anh chị ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của chị Tiền cô chú anh chị ha. Hàng gốc nhớt liền cốt 100% như vậy, như cây ghim luôn cô chú anh chị ha. Đây, có quấn đế, củ đế đàng hoàng luôn cô chú anh chị ha. Thì mức giá rất là hữu nghị ha. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của chị Tiền nha cô chú anh chị. Số điện thoại Zalo có phần mô tả phần tiêu đề. Mong cô chú anh chị mình có mọi thắc mắc gì thì liên hệ số điện thoại giùm cho bên em nha. Đầu là clip của chú anh chị cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh quay video mới của chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Rồi em mời cô chú anh chị mình và gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và Zalo nha. Rồi, rồi chào bà chủ ơi. Rồi em chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích mai vàng và đam mê cảnh trên cả nước nha. Rồi. Rồi hôm nay trở lại kênh em cũng có một số giống mai để giao lưu cùng với các cô chú anh chị mình chơi Tết 2023 ha. Rồi. Rồi một cây đầu clip của em là một cây giống nhung nhưng các cô chú anh chị. Rồi. Rồi mã là mã 1V nha. 1V ha. Giống nhung nha cô chú anh chị. Nốt nụ rất là nhiều cô chú anh chị nha. Rồi. Cái này, không này, luôn cái chủ này là gốc nhớt khen các cô chú anh chị. Cái già mùa ghép gốc nhớt ha. Rồi. Đây là 4 năm mùa không ha. Cái này là nó liền, mình không thấy được mắt ghép nó luôn ha. Rồi. Cái hoành của nó là được chín ạ. À. Hoành chín cô chú anh chị. Rồi chiều cao là được 80 ạ. À. Rồi. Ngang là được 69 ạ. À. Rồi. Rồi cây đầu clip mã 1V hôm nay em giao lưu với các cô chú anh chị là 450 ha. Rồi, 450 là em đã bao phí vận chuyển cho các cô chú anh chị rồi ha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây rồi, mã số 2V. Rồi, tiếp theo 2G. Mã 2V là một cây giảo đa phúc nhân các cô chú anh chị. Cây tàn quá lớn luôn cô chú anh chị ơi. Tàn rất là lớn ha, tàn ấm luôn cô chú anh chị. Nói chung là gốc nhớt này là gốc nào cũng có xử lý rễ hết trơn ha các cô chú anh chị. Cái củ đế nè cô chú anh chị ha. Cái hoành của nó là được 11 ạ. À. Hoành cũ của nó là được 19 ạ. À. Rồi. Chiều cao là 80. Rồi. Sáng ngang là được 78 ạ. À. Rồi. Rồi cây mã 2G này em giao lưu với các cô chú anh chị là 550 nha. Rồi 550 nha. Cái này già mùa dữ lắm thì vàng nút nụ là các cô chú yên, mình yên tâm ha. Nút nụ là nhiều dữ lắm nút nụ ha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo rồi, cây mã số. Tiếp theo là 3G. Cũng là một cây giảo nhung nhân các cô chú anh chị. Rồi, cây cái này là quá ok luôn cô chú anh chị. Cái này là gốc quá tí đẹp luôn hiếm các cô chú anh chị. Ừ. Cái củ thú luôn cô chú anh chị ơi. Quá đẹp luôn cô chú anh chị. À. Nguyên con thú ngồi luôn ha. Cái hoành là 11 ạ. À. Rồi. Rồi cái hoành cũ của nó là được 24 ạ. À. Rồi. Giảo nhung của chú anh chị ha, nút nụ ngon lành của chú anh rồi, chị. Rồi, chiều cao là 85 ạ. À. Rồi. Tán ngang là 77 ạ. À. Rồi, cây mã số 3G này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha. Rồi, 600 ngàn bao phí hả bà chú? À, cái này em báo giá là em đã bao phí vận chuyển cho các cô chú anh chị rồi ha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, rồi. Tiếp theo cây mã số 4G. 4G. Rồi. 4G là một cây giảo hôm nha các cô chú anh chị. Rồi cây tàn khá là ok luôn cô chú anh chị ha. Liền cốt ha. Cây nào cũng củ đế liền cốt 100% cô chú anh chị ha. Đó. Cái hoành của nó là được 8 ạ. Rồi. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 93 ạ. Rồi. Ngang là được 62. Rồi. Rồi cây mã 4G này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ha. Rồi 400 ngàn ha. Mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây rồi, mã số 5G. 5G. 5G là một cây giảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi, một cây giảo đa phúc luôn cô chú anh chị ha. Cái này nó cũng có rễ nha các cô chú anh chị. Củ nó nằm dưới cô chú anh chị ha. Nè, đây, nguyên nói cái củ dưới. Nói chung là vàng này gốc nhớt này là đều có xử lý rễ hết trơn ha. Rồi, cái này ta chôn đế hơi sâu cô chú anh chị ha. Cái hoành của nó là được 10 ạ. Rồi. Chiều cao là 92. Rồi, nút nụ ngon lành nha cô chú anh chị. Ngang là được 66 ạ. À. Rồi. Rồi, cây mã số 5 này ha. Mã số 5G này em giao lưu với các cô chú anh chị là 470 ngàn ha. Rồi, 470 ha. Đổi cây luôn bà chủ ơi. Rồi, tiếp theo cây mã số 6G. Rồi, tiếp theo 6G. Là một cây giảo nhung nha các cô chú anh chị. Rồi, cây tàn lớn lắm nha cô chú anh chị.
Cái này ở đây nó có hân ở lắc lượng luôn ha. Rồi, củ đế thì nói chung là có cô chú anh chị ha, nút nụ ngon lành. Nụ thì bao nụ cho cô chú anh chị mình nha. Hoành là được 11 ạ. Rồi, hoành 11 hả cô chú anh chị? Hoành cũ của nó là được 15 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là 100 ạ. Cao 1 mét ha. Tán ngang là được 75 ạ. Rồi. Rồi, cây mã số 6 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600k ha. Rồi, 600 ngàn, đổi cây. Tiếp theo mã số 7 dê nha cô chú anh chị. 7 dê cũng là một cây giống nhung nha các cô chú anh chị. Cây tàn rất là ok luôn cô chú anh chị ha. Tàn lớn lắm cô chú anh chị. Rồi, nút nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này đó là có bông gió nhưng mà nó bị héo rồi ha. Nó chưa có nữa cô chú anh chị. Rồi. Cái hoành là được 10 ạ. Mình 10 của chú anh chị ha. Cây này tàn rất là ấm của chú anh chị. Chiều cao là 50. Ủa là chiều cao là 85 ạ. Rồi. Tán ngang là 75 ạ. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 500k ha. Rồi 500 ngàn ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là 8 dê. 8 dê là một cây dảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Cây tàn lớn lắm nha cô chú anh chị. Cây này rất là lớn luôn á. Rồi. Có củ luôn cô chú anh chị ha. Nói chung cái này nó liền mắt ghép, nó già mùa nó liền cái mắt ghép luôn nè, nhìn không biết là mình ghép luôn hắn các cô chú anh chị. Nhìn rồi. Y hệt cây ghim luôn ha. Cái hoành của nó là được 9 nè. Rồi. Hoành cũ của nó là được 16. Chiều cao là 84. Ngang là 66. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 ha. Mã số 8 dê ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã rồi, số 9 dê. Tiếp theo là 9 dê. 9 dê là một cây dảo hôm nha các cô chú anh chị. Rồi. Nhìn cái củ vàng ôm luôn cô chú anh chị ha. Cái hoành của nó là được 13 ạ. Rồi. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chiều chị. Cao là 96. Rồi. Ngang là 70. Rồi. Rồi cây mã 9 dê này em giao lưu với các cô chú anh chị là 500 nha. Rồi mày đổi cây á. Rồi tiếp theo cây mã số là 10 dê. 10 dê là một cây dẫu đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây tàn cũng khá nè cô chú anh chị ha. Gốc nha, ghép liền cốt 100% cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Cái hoành là được 9 ạ. Rồi, nút nụ ngon lành nha cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều ha. Chiều cao của nó là được 83 ạ. Ngang là 60 ạ. Rồi. Rồi, cái mã số 10 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 450 ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 11 dê. 11 dê là một cái dảo đa phúc luôn nha các cô chú anh chị. Rồi cây tàn khá là ok luôn cô chú anh chị ha. Những củ nè cô chú anh chị. Quá trời cái củ ha. Hoành là được 9 ạ. Nút nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Chiều cao là 76. Rồi. Ngang là 60 ạ. Rồi. Rồi cây mã 11 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 400 nha. Rồi 400 ngàn ha. Mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12 dê. 12 dê là một cây dẫu nhung nha các cô chú anh chị. Rồi cây này tàn khá là ok luôn nè cô chú anh chị mình. Đó, tàn lớn lắm cô chú anh chị ha. Nguyên củ nè cô chú anh chị, có củ nha. Đó, nguyên củ nằm đây nè. Đó, củ vàng ôm luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số. Hoành là được 9 ạ. Rồi. Chiều cao là 87. Ngang là 67 ạ. Rồi. Rồi cây mã số 12 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 470 ha. Rồi 470 ha. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 036 731 1849 cũng là số Zalo luôn nha các cô chú anh chị. Rồi cuối clip em cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã đón xem và ủng hộ những clip vừa qua ha. Rồi em chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. Rồi.
Em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Tiền cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua, cũng như là dùng của chị Tiền ha. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình. Kính chúc quý cô chú anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng ạ. Em xin chào ạ.